Đây là xe thổ mộ có từ thời thuộc địa thời Pháp thuộc ở Sài Gòn miền Đông Nam Bộ. Ngày xưa người ta đi từ vùng ven vô trong chợ Bến Thành, chợ Sài Gòn bằng loại xe ngựa và được làm thủ công bằng gỗ quý, và đặc biệt có gắn cái chuông lúc bây giờ mua từ người Pháp để nếu phía trước có chướng ngại vật thì người này ngựa sẽ bấm chuông. Cái chuông cổ vẫn còn. Và có tên thổ mộ vì trên cái máy của cái xe ngựa có hình giống như nắp mộ đất, và xe này chở khoảng 4 người và vật liệu khung bằng gỗ. Tuy nhiên là phần niền sắt và phần nhíp thì bằng thép và bằng đồng, và trên thân của xe có điêu khắc hình núi mai mây, hay là hình cảnh miền quê đi qua cầu với lại núi. Nó thể hiện được cái phong cảnh của miền Nam Bộ, được trang trí theo cái dọc theo cái thân của xe thổ mộ. Như vậy phương tiện vận chuyển chính của người bà con Nam Kỳ Lục Tỉnh lúc bấy giờ để đi từ trung tâm và vùng ven, vận chuyển chính đó là bằng sức ngựa. Và xe thổ mộ đã một thời là phương tiện vận chuyển chính của người Sài Gòn Nam Kỳ Lục Tỉnh thời thuộc địa Pháp. Và đây là chiếc xe thổ mộ vẫn còn khá nguyên vẹn. Thì cái đoàn kéo song song có hình cặp rắn quay đuôi về phía trước, miệng ở phía sau chỗ bước lên. Còn trên cây đòn của mái thì có hình lưỡng long, và ở giữa có âm dương, chứng tỏ rằng là nó mang dáng dấp của nền văn hóa phương Đông, với rồng đỡ và âm dương là hai yếu tố thuận hòa giao hòa, để cho việc chuyên chở đi lại buôn bán làm ăn của bà con như những cuốc xe ngựa mã đáo thành công, thuận lợi mua mai bán đắt, an toàn thượng lộ bình an. Đây là mô hình chiếc xe ngựa cổ, xe thổ mộ cổ còn trưng bày trong một ngôi chùa Thiên Phước ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Sài Gòn ngày nay, Tết Bính Thân mùng 10 2018.